Đây là những chiếc xe tải đang chạy xuống phà trước, bây giờ chút xíu rồi mới tới xe hai bánh. Để em quay cái bệnh của gì đây. Cô chú anh chị mà có lòng thì hôm nay mình thân chào quý cô chú anh chị, chúc quý cô chú anh chị thật là nhiều sức khỏe. Hôm nay mình sẽ đi quay cái khu vực Phà An Hòa của thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Đây, trước mặt của mình là cổng của Phà An Hòa quý vị. Sau lưng, đây là người sau lưng của mình. Xuống dạy trong phòng mình mua vé, mình sẽ review cái sự vận hành của Phà An Hòa nha quý vị. Chờ phà của bến phà cái gì có bà con mua bán nhóc chưa. Quay nè, đây đây cái khu vực chờ phà. Quay phim mua, quay phim quảng cáo chưa? Đây là mấy cô bán hàng. Cô bán hàng ở Phà An Hòa quý vị. Sao mình chốt. Bên kia là nhà máy chế biến gạo An Giang. Thương em é ấp nụ cười dễ thương, về lại An Giang thương lắm tình quê. Cù lao xanh ngát qua mi quả trời Long Xuyên đẹp lắm mùa hoa phượng,
một lần về thăm sao lòng nhớ thương hoài. Về An Giang ta về Châu Đốc vui hội với bà, qua Tân Châu nghe ca giọng cổ, ghé qua Châu Thành thăm cánh đồng lúa thơm, Châu Phú chờ ai. Đây là những chiếc xe tải đang chạy xuống phà trước, bởi vậy là chút xíu rồi mới tới xe hai bánh. Chờ mới Phú Tân thăm bao nghĩa tình, anh cùng em ta về. Phim gì? Quay lên mạng, quay những này trên tiền. Vậy bị gì vậy? Rồi. Vậy bệnh gì nặng chứ hả? Bị khối u đường ruột có đẻo này mà cao luôn, đẻo con này. Trên tiền đi mổ quá. Hiểu sinh ai được chưa? Được chưa? Trên tiền mổ. Bị nhà đâu, địa chỉ đâu? Ở Kiên Giang lên đây là báo một số xin tiền. Vậy đó hả? Dạ. Đã xin tiền mổ. Khối u mổ mà sao chưa mổ vậy? Đã chưa mổ, xin tiền mổ thì lại tại khối u để con này rút trong đĩa con này không à. Khi nào có tiền thì mổ ra để lại. Chưa mổ mà sao mà để đĩa đó được để chị? Mổ rồi. Cái khối u một mổ rồi, bây giờ thôi nhưng mổ cho lại ngược cái đây lại, cái rút lại. Đĩa lại. Mổ rồi mà sao mà nó còn cục u? Cái này là mổ như để cái hậu môn nẻ hoài á. Yeah. Rồi xong bác ta hạn thay kỳ 3 tháng để vô lại. Yeah. Mà không có đủ khả năng để hoài đó, không đủ khả năng mổ lại đỡ vô. Yeah. Tới hai mấy triệu, 30 triệu không có đủ khả năng sinh. Rồi vậy có số điện thoại ta nói địa chỉ đi, bà con nào có giúp đỡ được gì thì người ta liên hệ tới gì. Yeah. Cái điện thoại là 038 44 5147. Rồi vậy bị gì, bệnh gì gì nói luôn được không? Bị khối u đường ruột. Dạ, rồi bây giờ cái hai mấy 30 triệu không có tiền để mổ. Giờ xin bà con cô bác quý vị có làm phước cho xin tiền mổ vô. Dạ. Em bán xấu với xin tiền. Dạ, rồi dạ. Nhà quê gì ở đâu? Ở Kiên Giang, sống ở xã Hòa Bình. Xã Hòa Bình. Dạ. Dạ. Có chồng con gì không? Dạ có con, đứa con gái đi làm thuê. Dạ. Để em quay cái bệnh của gì lại. Hiểu anh em. Cái gì cũng còn nghẹt quá. Dạ, ỉa gì nè. Ỉa gì rồi, đi cầu nó tự lòi ra hả vậy? Dạ, tự lòi ra. Dạ. Nó ỉa gì không nữa. Gì có đau không? Không có đau lớn, ỉa bình thường. Này gì mổ lâu chưa? Năm mà giờ không có tiền để năm nay. Khoảng hai mấy 30 triệu hả? Dạ. Dạ em cũng mong rằng là có cái nhà hảo tâm nào biết cái gì để cho gì để mổ. Cũng rất mong là như vậy. Em cũng đang trông chờ để dành mổ. Có mấy giờ có kênh YouTube nào quay chị chưa? Chưa. Cũng khổ quá. Bây giờ gì đi ra đây với ai? Đi Bình An nè, đi bán số đi xin tiền. Khổ quá, khổ. Cho em quay lại lần nữa đi, để nhiều khi người ta nói mình nói dốc quá vậy. Đúng rồi, không chắc quá đi bảo bị bệnh. Bán cái đá này lâu ở dưới đây mà. Chị bán ở đây lâu chưa? Dạ bán cái này 5 tháng nè. 5 tháng hả? Rồi gì ngủ ở đâu? Ngủ nhà trọ. Có tốn tiền không? Dạ có. Rồi bán ngày gì được nhiêu tiền? Ngày thì được 100 mấy à, 120 à, chứ xin gì thêm. Chị ở Trang đi. Gì được 120 à hả? Dạ. Ngày nào cũng được 120 vậy hả? Đi bữa đắt bế. Chứ xin tiền thêm. Cái gì đấy con nghẹp quá. Cái kênh của con là cũng mới đây thôi, không có tiền. Con không có cho được gì được. Dạ. Thì con hy vọng là có nhà hảo tâm nào tài trợ được gì là con rất cảm ơn nhà hảo tâm đó. Dạ. Con cũng hy vọng gì đó cho trời Phật xót thương rồi khiến sao cho nhà hảo tâm biết cái gì để cho gì ha. Dạ. Rồi gì cũng đi bán đi. Dạ.
số điện thoại đó là gì cho là gì phải giữ nha. Dạ, có gì liên hệ mới được. Dạ, 038 44 58 147. Dạ, rồi rồi, khổ quá rồi. Gì cứ đi bán này đi đi. Gì đó thì giúp đỡ cho gì đó để mổ đặt cái đường ruột để ra ngoài, cái gì đặt cái ống đi cầu để ra ngoài. Còn mình thì cái kinh mới mình chưa có tiền nữa, cho nên mình không có giúp đỡ được gì biết nào chút nào cho em. Nhưng mà mình thấy cũng thấy tội nghiệp cho gì. Thế gian này có nhiều cảnh khổ mà quá khổ, cái này là thuộc về là khổ hơn khổ luôn rồi. Không biết sao nói giờ. Thì đang bán số và đi xin thêm ở cho dưới phà và ăn hoàng cái gì. Ở đây có xe tan gì đây không biết. Mình cũng đi theo gì quay gì có gì mua bán đây cái gì, gì bán số rồi xin. Thế mà cái gì này thật là đúng là thật sự là thấy chua xót, mình cũng chẳng biết phải làm sao. Mình có lòng nhưng mà tại vì mình không có khả năng để giúp gì. Bây giờ mình chỉ quay hoàn cảnh cái gì, mong sao cô chú anh chị ở nhà hảo tâm nào xót
thương thì giúp cho gì thì mình cũng mong được như vậy. Mình đi trên đường xuống phà Hòa, mình vô tình mà gặp một cái hoàn cảnh khó khăn như vậy đó quý vị. Thì nếu cô chú anh chị mà có lòng thì hãy thương xót, có cái sự tài trợ để cho gì đó đi đi mổ cái ruột mà để ra ngoài là để lại lúc bình thường, để lại bình thường thì mình rất là cảm ơn cô chú anh chị và nhà tài trợ đó. Đây là cái sông Phà An Hòa đang chạy qua bên An Hòa quý vị. Bên phà này nãy bên Long Xuyên, giờ chạy qua An Hòa. Đây mình quay cái khung cảnh cái sông cho quý vị xem đó, những cái bè nuôi cá nè quý vị, bè mà nuôi cá của cái cồn có ba nè, còn bắp tôm thì tốt bên kia rồi. Tới bên phà quý vị. Đây quý vị, là gì này là bị bệnh rồi quý vị. Thật là tội nghiệp gì quá, thật là tội nghiệp. Đây mình quay này đặng biết là em là người thực tế đứng đây nè, để người ta nói mình gáp cái gì. Đây là thấy cũng tội nghiệp quý vị. Đó, đây bệnh mình sự rồi quý vị. Gì đó. Rồi đi khâu cái đường này luôn đó quý vị. Thấy tội nghiệp không quý vị? Rất là đau khổ không? Mấy tháng rồi gì nó mổ mấy tháng rồi hả? Dạ, năm rồi. Một năm rồi. Dạ. Mà tại vì không có tiền đưa trở lại chỗ cũ ha. Dạ. Năm rồi. Nay không có tiền, cái mấy triệu, 3 triệu. Hai mấy 30 triệu hả? Dạ. Dạ. Con cũng hy vọng là có nhà ở đông nào để ý tới gì rồi giúp đỡ như vậy ha. Dạ. Rồi. Con cũng xin chào dì nha. Đang đứng ở trên mép bên bến An Hòa quý vị. Bà con đang chạy xe lên nhóc chân.
lại An Giang ấm áp tình thương. Ngược dòng phố xa sông nước nghe xuồng ngược xuôi, gặp lại em gái quê năm nào, thương em é ấp nụ cười dễ thương. Về lại An Giang thương lắm tình quê, cù lao xanh ngát qua mi quả hưng, trời Long Xuyên đẹp lắm mùa hoa phượng. Một lần về thăm sao lòng nhớ thương hoài. Về An Giang ta về châu đốc vui hội gia bà, qua Tân Châu nghe ca giọng cổ, ghé qua Châu Thành thăm cánh đồng lúa thơm. Châu Phú chờ ai ta về Lãng Linh, ngắm dòng bình di bùng bình Thiên An Phú, chờ mời Phú Tân thăm bao nghĩa tình. Anh cùng em ta về tình biên, ngắm rừng cà xưa xanh thẳm chân trời, lên núi Cấm trời mát quanh năm, nghe tiếng chuông chùa cầu nguyện bình an. Thoại Sơn ơi thương núi sập ba thế, còn đó ống eo vì tình phù na, bầy núi nhớ ai ngàn năm đợi chờ.